Khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 10, chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner 67A06867 lưu thông từ hướng đèo Brent về chợ Đà Lạt. Khi đến gần cầu Ông Đạo trước chợ Đà Lạt thì bất ngờ lao xuống hồ Xuân Hương. Nhiều lực lượng của tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt đến hiện trường để tham gia cứu hộ. Đến 19 giờ 50 phút, cơ quan chức năng đã trục vớt được chiếc xe bị nạn, đồng thời đưa hai thi thể nạn nhân Thái Chí Nhẫn và lái xe Phạm Hồng Hải lên bờ. Riêng Nguyễn Thị Điềm và Nguyễn Viết Thắng cùng ngụ Long Xuyên, An Giang may mắn thoát nạn. Thông tin từ hiện trường, hai nạn nhân tử vong đều cài dây an toàn nên xe rơi xuống hồ đã hoảng loạn, không thoát ra được, còn hai người may mắn thoát ra trước khi chiếc xe bị chìm xuống đáy hồ Xuân Hương.